Chào tất cả mọi người nha, mình là Bill Sagu đây. Thì ở trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là Sáu Thủy Long, Pháp Sư Chiến Binh Rồng với lại là Rồng Thần nha. Và mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mà anh em đưa ra cho mình làm cũng khá là nhiều luôn á. Đó chính là Nilay Chiến Binh Rồng nha mọi người. Thì từ lúc đầu game đến tận bây giờ là mình cũng đang được ba cái lõi rồi. Một cái là lõi vàng tên là lõi Rồng Thần Thoại. Nó cho mình một trong ba trang bị ngẫu nhiên của On nha mọi người. Thì mình lấy luôn đó chính là Giáp Sư Linh, một cái trang bị tăng cơ khá là ổn áp luôn. Còn hai cái lõi bạc kia mình lấy là một cái khổng lồ hóa với lại là bản thân nha. Trận này thì nói chung á, lõi nó không có ra cho mình nó gì đặc biệt cả. Nó chỉ ra mấy cái bình thường, thật sự rất là bình thường luôn anh em ơi. Nếu như mà săn lõi á thì mình phải săn những cái lõi kim cương cơ, nó mới hấp dẫn được. Ui dồi, ông này level 7 mà chưa gì có Elsin Carry, có Bạt luôn nha mọi người á. Cũng như là có con Idas luôn hả? Ai đỡ đây bạn? Mạnh thế này thì chịu anh em à. Level 7 có Bạt hai con nha, có Idas, có Elsin cầm Sojin luôn rồi, chịu luôn á. Stat Thủy Long của mình nó cũng khá là cao rồi, hơn 160 stat rồi. Úi dồi, level 7 tựa ra Yasu nè, đang chơi Nilay Chiến Binh Rồng chứ. Hết nước chấm thật sự luôn, bán luôn con Yasu nha. Bỏ thêm Kai'Sa, còn Taylia, Yasu và Volibear vào kích luôn 4 Chiến Binh Rồng nha mọi người. Tất cả tướng Chiến Binh Rồng bỏ vào mọi người sẽ kích được hệ đó chính là 6 trên 8 Chiến Binh Rồng. Anh em sẽ cần ít nhất là hai cái ấn Chiến Binh Rồng để chơi được một cái form bài 8 Chiến Binh Rồng nha. Thì tí nữa mình đi chợ nè, hoặc là điếu Rồng Thần á, nếu như mà có thiền vàng thì mình chắc chắn rồi sẽ ưu tiên lấy một cái để làm luôn 8 Chiến Binh Rồng nha mọi người. Hôm nay là April Carry à. Hiện tại thì cái form bài của mình nó không phải là quá yếu nhưng mà cũng không phải là quá mạnh để mà có thể thắng được. Ông này mà xài tiền sớm. Ông này như mọi người đã thấy thì xài tiền rất là sớm rồi. Tờ Wix sắp 3, Zippy sắp 3, April sắp 3 cũng như là Varus sắp 3 luôn. Cũng xài tiền ác thì chưa, Volibear cao. Ồ, càng trước chứ anh sau, hợp lý quá, thắng luôn rồi đấy. Ngon lành càng đào liền. Mọi người nào mà xem hay á, hãy đừng quên để lại cho mình một like nha, để cái kênh nữa. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn á. Lịch đăng của mình sẽ là hai cái một ngày nha mọi người. Nói chung là mình cũng đang cố gắng làm những cái ý tưởng thật sự là hay nhất, hoặc là nó tự ra cái nào á thì mình làm luôn. Tại vì nó cũng sắp là cuối mùa rồi nha mọi người á, chứ còn tầm một phiên bản nữa thôi á là nó sẽ là mùa cuối rồi. Tại vì mùa 8 nó sẽ được cập nhật ở trên server BB vào ngày 16 sắp tới đây nè. Còn nếu như mà cập nhật về server Việt Nam á thì phải là sang tháng 12 lần. Nên mình cũng đang cố gắng làm cái ý tưởng nào mà nó tự ra cho mình nhiều hơn á là sẽ ok thôi. Đây là gần luôn à, Nilay Carry mà. Mình thấy trang bị Nilay là cầm vô cực, huyết kiếm, bàn tay công lý, hoặc là cái trang bị nào mà có hồi phục rồi sát thương các kiểu là nó xài được hết. Nhưng đại diện khổng lồ cũng khá là ok, quyền năng nữa, ổn áp luôn. Chắc là mình sẽ slow roll ở tầm này để kiếm Nilay 3 nha. Làm tướng 4 vàng 3 sao á thì mình chỉ sợ một cái, đó chính là bị người ta giành tướng thôi. Tại vì tổng tướng có 12 con thôi mà mình còn ít nhất là 9 con để lên được 3 sao. Nếu như mà không có nơi cô á thì cũng sẽ rất là khó để mình lên luôn á ha. Hiện tại là mình đang tích cả các ma nha mọi người. Mình đang thiếu con set nè, thiếu con set để bỏ vào kích là 6 Chiến Binh Rồng. Nhưng mà mình nghĩ với cái form bài hiện tại á, chơi 6 Thủy Long nó cũng khá là ổn. Tại vì nó tăng cho mình chỉ số nè, rồi nó tích cho mình stat sớm nữa. Stat của Thủy Long nó sẽ cho mọi người vừa là vàng, vừa là trang bị cũng như là đập đồ, tách đồ. Mình cũng đang cầm một cái tách đồ nha. Tại vì Nilay này là mình lụm ở đó đi chợ mọi người à, nên nó còn dư ở trong đó một cái đai lưng. Ô kiếm bếp nữa nè, ngon thế nhờ. Ông này là Kai'Sa Carry, trang bị cực kỳ đẹp luôn, có lõi ngưng tới luôn, bù xanh, hồi năng lượng xanh nữa. Uầy, siêu hồi mana luôn á, ác thiệt sự. Mọi người nếu như mà có ý tưởng gì hay và muốn mình làm hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Tất cả bình luận của anh em, từ bình luận khen, chê, góp ý hay là đưa ra ý tưởng, cũng như là anh em góp ý gì về cách bình luận của mình đó thì mình đã đọc hết cả. Mọi người khỏi phải lo. Đây Nilay tự hai luôn ngoài, tuyệt vời. Cái form bài của mình đang đẹp luôn á anh em ơi, không có mất tước gì cả, tròn một cách kỳ diệu luôn. Chỉ thiếu một cái là sát thủ thôi. Nilay Carry mà không có sát thủ thì nói chung là cũng hơi bị thiếu đam. Nhưng mà mình nghĩ là mình cũng không có, nếu mà thua thì cũng không có thua nhiều quá đâu. Ồ,
Ông này reo ba sao cũng trâu đấy. Mình thua toàn mấy công tào lao anh em ơi, nhưng mà lại thắng ngay đúng công top 1 đang chủ thắng thế này nó mới ảo nè. Thấy không, nói chung là game này anh em ơi khắc chế qua lẫn nhau qua lại các kiểu mà. Thua hết mấy con kia nhưng mà riêng ông top 1 đang chủ thắng bấm hết được tất cả lại thua mình. Ô điếu rồng thần ẩn thủy long hả? Cái này là bậc vàng nha mọi người. Kim long mình đang rất là cần chiếc binh rồng hoặc là một cái thì vàng. Mà bây giờ lấy thì vàng thì mình lại không có gậy mà có ui Neko này mọi người. Neko nhưng mà lại có ấn pháo thủ hả? Thôi lấy luôn nha, tại vì mình biết chắc chắn luôn tí nữa chơi thủy long mình chắc chắn luôn với mọi người luôn á, đằng nào nó cũng rớt ra một cái đập đồ thôi, nó sẽ rớt ra một cái đập đồ nha mọi người. Thiệt với cái Neko này thì mình sẽ làm được đi la ba sao nó dễ hơn một tí á. Mình sợ là mình dùng hết tiền mình roll đó nó cũng chưa chắc ra được một cái ấn chiến binh rồng nữa, thiệt có chứ. Mà mình nói ở thiệt đi la 3 sao thì 6 hay là 8 chiến binh rồng nó cũng vậy à. Nó cũng vậy à. Nếu như mọi người mà muốn xem đi la nó nhiều sức mạnh phép thuật các kiểu á, thì mình đã làm một cái video về đi la huyễn long kiếm phép rồi nha. Cứ một đòn đánh thường á, nó lướt là alo, cứ một đòn đánh thường á, nó sẽ được tăng thêm phép thuật á. Tất tích stat nó lướt một phát gần 5 cây đam luôn thì phải, rất là ảo. Còn đây là các ma 3 sao có chiến lợi phẩm, có mài dao đứng lên hàng trên trưởng luôn à, khá là căng. Nila lướt, lướt rồi, lướt ai không lướt, lướt chúng các ma này nó trưởng u cái đầu rồi. Nói chung là ý tưởng của anh em á, mình đã làm rất là nhiều rồi, mà có thể là anh em mới xem mình hoặc là chưa biết tới á, hoặc là nó gọi là chưa đề xuất tới với mọi người á, giả bộ mình đăng video đúng không? Nó mà nhiều người xem á thì nó sẽ đề xuất đối với mọi người. Còn nếu như mà cái video đó mà nó không có nhiều người xem cho lắm á thì nó sẽ không đề xuất nha. Nên cũng có rất là nhiều video hay mà mình đăng lên mà anh em chưa xem được á. Và cũng có rất là nhiều ý tưởng là mình đã làm rồi nha. Rất là nhiều ý tưởng anh em đưa ra mà mình đã làm rồi. Mà anh em cứ bình luận hoài. Mình làm rồi á, mà chắc anh em chưa xem thôi. Anh em có thể lên YouTube search tên là thấy à, search tên là Biosagi nha, cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên ý tưởng mà anh em muốn xem á là nó chắc chắn ra luôn. Còn nếu như mà nó chưa ra thì mình chưa làm thôi. Rồi để bản thân nha mọi người á, đứng cạnh nhau được tăng thêm giáp với là tốc đánh, cái lỗ map. Ông này vừa là chiến lợi phẩm, vừa là nguyên tố luôn luôn với cái form bài Daisa Carry Huyễn Long đi chung với Siwan nữa. Ui nó lò ra một cái mũ luôn ở đây mà hết nước chấm thiệt, một cái trang bị lớn luôn mà. Nó xôm đồ hụ đam tí liền. Đi lên nó lướt nè, hợp lý. Hồi nãy giờ mình roll có thấy set không ta? Mình không cũng không để ý nữa anh em ơi. Nhiều khi chơi game nhiều quá nó bị ngáo. Chơi game nhiều quá lâu lâu không thấy tướng luôn á anh em ơi. Mắt nó mờ luôn. Rồi round 5 chấm và vẫn còn 8 người chơi. Wow. Máu cũng khá là sang sát nhau thôi. Đi la nào, lên đi la 3 sao càng sớm là càng tốt cho nó quẩy được nhiều một tí. Ông này bạt 2 sao. Úi xồi ao xin carry với chúng tôi à. Còn nhiêu máu đây, 15 máu đi luôn ơi. 15 máu đi luôn á anh em ơi. Rồi đi rồi đấy, bye bye. Piu.
Ơi xui nhờ, còn một con Elsin đó là Elsin 2 sao rồi. Nếu mà Elsin 2 nữa là khác đó, tại vì đồ cũng khá là chuẩn. Mình thấy là ổng comeback ác lắm á, từ top gọi là cuối cùng luôn mà kéo kéo hồi tới round 5 chấm là cũng ác đó. Nhưng mà xui thôi. Mình đồ tăng thì đủ rồi nha mọi người ạ. Volibear cầm đồ tăng này khá là ổn rồi. Giờ lấy đồ đam phụ cho con Nila thôi. Team mình chỉ có mỗi con Nila với lại là con Sơm này là đam chính thôi. Ron qua không được một con Nila nào nữa nữa ta. Kỳ ta. Kai'Sa 3. Uầy, đồ hình ông kia 3 sao nhiều ta? What the? Ông này rêu à? Hồi nãy mình thắng ông này nhưng mà bây giờ chưa chắc. Thiệt. Bây giờ chưa chắc mọi người ơi. Là lướt đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Lướt nè. Ây da, bị stun kìa. Ôi, nó trâu như một con lợn vậy. Cái trận này mà mình không lên được Nila 3 sao sớm ấy nha là chỉ có cút thôi. Người ta chơi cái đội hình chuẩn, còn mình chơi cái đội hình nó rồi là 3 stamp 3 lap anh em à. Cái ai kẹp 4 chiếc minh rồng đi chung với 6 thị long như mình để mà Nila nó carry đâu. Ok. Lắp đồ luôn nha. Chơi thủy long thì được cái là rớt trang bị nhỏ rồi trang bị lớn nhiều quá, nên cũng có chút gọi là tăng tí sức mạnh theo thời gian. Giờ bú được con Jesus 2 cái kiểu là ổn hơn. Ông này Zippy 3 sao, Twitch 3 sao. Wow, tương tưởng này là tương tưởng full tăng, nó còn khó chịu hơn tương tưởng full dam nữa. Đi la, đi la, đi la. Mày lại chết, 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 chết. Sao mà cân được anh em? Có Jesus ở đây mà bạn cái đồ một con chín là sao? Làm sao mà được? Nếu như mà không có Jesus thì gọi là còn có thể xem xét đấy. Nhưng mà anh Đại ở đây, anh Hesagi ở đây mà đón ở đây mà có một con chín à. Một con chín là chỉ có thể Jesus mới cân được thôi. Bạn này, cho bạn đi luôn. Ủa rồng ra nhiều nhờ. Mình để mấy con thủy long yếu yếu một chút nha mọi người. Để biết chi không, test càng nhiều càng tốt. Tại vì nếu như bỏ Nila 2 sao cầm đồ như thế này vào, hoặc là Kai'Sa TDG 2 sao mà, thì nó chưởng cái con này vài phát lại đi rồi. Nhưng mà với cái form bài tướng thủy long toàn một sao như thế này không đồ á, thì nó lại là khác nha mọi người. Nó lại là khác. Đây là một cái mẹo mà mình nghĩ anh em cũng nên sử dụng khi mà đánh thủy long á, ở những cái rau quái như là rau 2.7, rau 3.7 các kiểu gì đó, hoặc là rau đánh quái như này nè, để test tắt một cách nhanh nhất. Mình hay xài lắm. Đi la nào. Đấy, thay vào lại thôi. Đi la 6 con anh em ơi. 7 con nè, Jesus 2 sao. Một con nữa. Mình có Nerco mà. Ui, Sơm ra cũng đúng nhiều luôn ha. Sơm nếu như mình roll chắc cũng... Ui, ông này Kai'Sa, Mafai, Yak, Yat, Nezus 3 sao. Cái form bài Kai'Sa, Chiến Minh Rồng với lại là Kim Long Carry. Một cái bài meta rất là hot và cực kỳ mạnh luôn. Chịu bạn ơi. Ông này đồ vừa chuẩn, lõi thì vừa đẹp, mà tướng thì 3 sao phải gọi là như mưa rơi luôn.
mình đánh thì không thấy mất máu mấy con tướng tăng cơ của nó luôn mà, nhất là con giáp đó. Cái form bài này nó mạnh một cái là cây sai chí mình rồng và cả giáp nữa nha mọi người ơi, để được tăng sức mạnh ở trong cái phiên bản này đúng bé luôn ấy. Nila đâu rồi? Không ra Nila ba là thua á, thiệt 100%. Come on, một con nữa thôi. Bạn ơi, ở đây rồi. Bạn không lừa mình rồi, ngon. Bạn không lừa mình anh em ơi. Tạm thời là bỏ Thủy Long ra đi. Tầm này Thủy Long đỡ bời gì nữa. Kẹp sát thủ vào Nila nó lướt cho. Lướt trên mặt nước. Anh như con sống. Tích mà này hơi lâu, tích mà này có hơi lâu. Một lướt. Một lướt, ủa lướt mà con sườn quanh này nó trâu thế. Không sốc đam được luôn. Một lướt. Một lướt, trời ơi cái hệ bạo long này nó tăng máu ác quá nên mà cái thằng này cũng cầm giáp gai, giáp lửa như thế này mà thằng này cũng hơn 2-3 ca máu. Lướt không chết nổi luôn á. Hãy sơ ghi. Đúng là đón nó làm hết. Dăm ba đi là ba này. Rồi tầm này đi là ba thì kịp 6 chiếc minh rồng vào quẩy rồi. Còn gì sơm nữa. Bỏ sơm luôn, bỏ thủy long luôn. Ơ à, hay là mình bỏ bót cái silat nha. Silat này không liên quan đến cái form bài của mình cả. Hồi nãy biết bán silat chứ khỏi bán sơm nhờ. Ý lắm này đâu có liên quan đến cái form bài này của mình đâu. Nó không kích được cái hệ gì luôn. Ông này Storaker 2. Ơ à, bị lóc. Oh my god. Mình đã canh rồi mà ta. Nó bị lóc à. Lướt nè. Lướt nè. Lướt nè. Còn luôn. Lướt nè, lướt nè, lướt nè, mày nè. Ui dồi, ui dồi. Một lướt hơn 4k đam. Nhưng mà đây chưa phải là con số kinh khủng đâu. Mọi người nó muốn xem cái lượng đam khổng lồ hơn á. Thì nó thì mình đã từng làm được rồi nha. 5-6k đam mà làm được hết rồi. Mà mỗi cách nó sẽ có một cái sức mạnh riêng thôi. Với con Nila chiếm bên rồng này nó vừa có được một cái lượng đam cao mà nó còn rất là trâu nữa. Tại vì 6-9 minh rồng mà mọi người ơi, nó tăng rất là nhiều máu luôn. Còn với những cái form đồ khác, những cái form bài khác thì Nila nó mạnh nhưng mà nó lại rất là dãy luôn. Chỉ cần bị chạm hoặc là bị stun một tí thôi á là chết ngay lập tức. Còn riêng với con Nila này á thì team bạn đánh mình càng nhiều đúng không, thì mình càng lên mana sớm, mình xài skill sớm. Đấy, đây là sức mạnh của những cái build đồ khác nhau và những cái form bài khác nhau nha. Lướt hoài, lướt hoài. Ui ba hay sao mà cứ mỗi đứa một lướt như thế này thì ô giáp này hơi trâu. Ê chúng thua quá ta. Từ từ, từ từ. Trời ơi cũng mạnh đấy, gần 40k đam. Mình thề với mọi người luôn á, con tướng 4 vàng đam nhiều nhất mà mình từng thấy luôn, thiệt. Gần 40k đam mọi người, một mình nó con chính là đúng nghĩa luôn rồi đó. Hồi nãy xém thua luôn đó nha, tại vì nó lướt con giáp kia phải tận 3 lần mọi người ơi, tại vì nó cầm giáp gai và còn 3 sao nữa. Lướt phải 3 lần mới chết vào trong đó. Vậy trong lúc đó là con gai sao nó xả skill chắc là vàng mặt. Nên mình mới nói đây là cái lý do mà con cây lộn mấy con Nila chiếm bên rồng này á, nó vừa có đam nhiều nè mà nó còn trâu nữa. Hồi nãy nếu như mà những con Nila khác á thì với cái tình huống như vậy là chắc bị sốc đam chết rồi, tại vì nó rất là giấy. Nhưng mà con này quá trâu. Cái này mà là 6-9 bên rồng á, 8-9 bên rồng là ác nữa. I make, maybe then I'll understand.
Mấy bạo lông này trâu quá em ơi, lướt là có chết nổi đâu. Bà nó chứ, này cũng ba sao, cầm nhấp gai mà bạo lông nó tăng máu mà mọi người, như một con lợn vậy. Rồi hai xe gây đi luôn, Hecarim sắp ba ạ, cho ông đi luôn chứ ba ba vào với đây. Có Kara này mình sẽ lên được level 9 nha. Chắc là mình sẽ kẹp 4 sát thủ vào anh em ơi. Dana, Kyuna, Nila với lại là Rengar. Mình đang còn thiếu con Kyuna nữa là ok. Có Dana sẵn rồi. Hết rào là level 9 đi. Kiếm đi Kyuna bỏ vào nữa, bỏ Slash ra nha. Rồi, rồi kiếm Kyuna nào. Đâu rồi bạn ơi? Tầm này nói chung là muốn roll kiếm đó nó cũng khó nè. Có 15% thôi. Hên quá không bị lóc. Ao sinh 2 à? Một lướt bị chón rồi. Lướt nè. Ok. Ok. Sao bị ngừng vậy? What? Lướt tiếp nè. Sổ cắt ma ba nha mọi người. Cắt ma ba mà nó crit của sát thủ lên đó. Đúng một lướt luôn. Vãi chưởng. Kiếm nhẹ con Kyuna coi. Ở đây có rồi. Bỏ Lee Sin vào, kích lôi long. Đây, ông này chính là cái ông ba sao nhiều vải trưởng đây. Bốn sát thủ nào. Khác bội không đây? Ơ, nó lướt vào cái Ok. Ảo anh em nhờ, con dắt nó đang bật E lên đó. Nó quay á. Nila của mình lướt vào không có đam luôn. Không có đam luôn nha mọi người. Mất hết đam luôn á, đúng ảo. Set 2 star level 9 nữa. Cái này nó còn ảo hơn nữa thì. Ron được set 2 star level 9 nó còn ảo hơn nữa. Cái ông kia đang có ý định nuôi nuôi bạch ba kìa anh em ơi. Tham vọng thế. Đừng lên bạch ba chứ. Đây đi là 6 chiếc mình rồng 4 sát thủ nha mọi người. Để xem lướt nè. Ok. Ui rồi. Liên tội luôn anh em. Thế nó mới sướng. Ok. Quên luôn. Ôi một trận nữa. Gần 30 cây đam luôn. Cái này cũng không có chiếc mình rồng luôn. Qua 3 rau đi chợ rồi nha mọi người ơi. Đi chợ ở rau 5 chấm, rau 6 chấm và giờ là rau 7 chấm luôn á. 3 rau liên tục, có rất là nhiều ấn khác nhau nhưng mà lại không có ấn 9 minh rồng. Cái này mình không phải là không muốn làm 8 9 minh rồng anh em ơi, mà game này á nó không có cho mình làm. 3 rau đi chợ đánh nó ra 7.5 luôn mọi người, biết nó lâu cỡ nào luôn đó mà. Không được là không được mà, cây thì né cái lóc một tí.
Làm ăn canh bạn mà bạn lóc mình thì sao? Lướt nè, lướt nè, lướt nè. Quả đã. Lướt nè. Ok, ok. Ôi lướt kìa anh em ơi. Úi dồi. Úi dồi ôi. Hơn 40k đam luôn và tạm biệt mọi người nha. Bye bye.